Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 121. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 262. Hữu bất độc, trí vi năng tịnh, Phật quả thành tựu, giai diệu trị cố. Trong lời sự, Liên Trị Đại Sư có giải thích mấy câu này. Hoa Nghiêm Nhị Thập Nhị Kinh Dân, quý vị đồng học phải nhớ. Những câu giống như vậy, Nhị Thập Nhị là quyển thứ 22. Kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển, trong quyển thứ 22 có nói: nhất thiết chư Phật trang nghiêm thanh tịnh, mạc bớt dài dị nhất thiết trị cụ, tắc trì A Di Đà Phật, diệt dĩ thử trí thành tựu tịnh độ công đức, nhi chư chúng sanh tu tịnh độ giả, dĩ trí sanh tịnh, tắc di chánh tịnh, dĩ trí phát nguyện, tắc di hoàn nguyện, dĩ trí khởi hạnh, tắc di diệu hạnh. Trong một câu này bao gồm 3 tư lương của pháp môn tịnh độ, tức là 3 điều kiện tu hành cơ bản: tín, nguyện, hạnh. 3 điều kiện này đều được kiến lập trên trí huệ, nhằm phân biệt chẳng phải là mê tín, chẳng phải là xử sự theo cảm tình. Nó là lý tánh. Mong các đồng tu phải đặc biệt chú ý điều này, chúng ta mới thật sự hiểu rõ. Niệm Phật chẳng phải là mê tín, trang nghiêm cõi nước Phật nhất định phải dùng trí huệ chân thật. Do vậy, Kinh Vô Lượng Thọ nói 3 thứ chân thật. Chân thật huệ tức là trí huệ chân thật, chân thật chi tế và huệ dị chúng sanh, chân thật chi lợi. Nói tới 3 thứ chân thật, lấy chân thật huệ làm căn cứ bậc nhất. Chú giải kinh này, Liên Trì Đại Sư cũng dùng nhất thiết trí, cho nên Ngài nói chẳng riêng gì tính phải nương vào trí, mà thành tựu Phật quả cũng nhờ vào trí huệ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy chuyện này đặc biệt rõ ràng. Do vậy, người tu tịnh độ chúng ta hay nói rộng hơn là hết thảy chúng sanh tu tập pháp môn tịnh độ, dĩ trí sanh tịnh, thì lòng tịnh ấy gọi là chánh tịnh. Trong yếu dạy, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói 6 thứ tịnh: tịnh tự, tịnh tha, tịnh nhân, tịnh quả, tịnh sự, tịnh lý, nói đến 6 thứ. Do vậy, nhất định phải tin tưởng tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Đây là căn cứ lý luận của toàn thể Phật pháp, bất luận tông nào hay phái nào. Tâm này làm Phật, đặc biệt là pháp môn niệm Phật thành Phật này. Niệm Phật thành Phật đấy nha. Niệm Phật giảng sanh, niệm Phật làm Phật. Do vậy phải tin tưởng chúng sanh và Phật bất nhị. Chỉ sợ quý vị không niệm Phật, chứ người niệm Phật quyết định làm Phật. 10 pháp giới đều do tự tâm của chúng ta biến hiện. Tâm chúng ta tưởng gì liền biến ra cảnh giới ấy. Cho nên y bảo và chánh bảo trang nghiêm trong 10 pháp giới do đâu mà có? Từ trong tưởng tượng biến hiện. Sức mạnh của tưởng tượng rất lớn. Tưởng tượng điều gì liền biến hiện điều ấy. Chúng ta phải có trí huệ và tín tâm như vậy thì mới được coi là chánh tín. Nếu chẳng có trí huệ, nói thật ra chánh tín sẽ chẳng thể sanh khởi. Dẫu có tín tâm vẫn chẳng phải là chánh tín. Chẳng phải là chánh tín, người ấy sẽ thối chuyển, sẽ thay đổi. Chúng tôi đã từng thấy không ít người niệm Phật, niệm vài chục năm, đến tuổi già bèn thay đổi, học pháp môn khác. Điều ấy vô cùng đáng tiếc. Đấy đều là vì trong tính tâm chẳng có trí huệ. Là một thứ lòng tin theo cảm tình, nói khó nghe là mê tín, nên kẻ ấy mới thay đổi. Người thật sự có trí huệ chắc chắn sẽ không bị thay đổi. Vị trí phát nguyện, nguyện ấy là hoan nguyện, nguyện ấy cũng chẳng kiến lập trên cơ sở cảm tình hay mê tín. Nó là nguyện từ trong trí huệ bát nhã, tức là nguyện phát sanh từ lý trí, tuyệt đối chẳng phải là cảm xúc nhất thời, nên nguyện ấy là chân nguyện. Người ấy hiểu rõ, minh bạch sự và lý của y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Hiểu rõ vì sao phải chọn lựa Tây Phương. Trong Đại Kinh chuyện này rất rõ rệt. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, phu nhân Di Đề Hy gặp nạn, con cái bất hiếu, giam chặt bà ta. Bà cảm thấy thống khổ, ở trong hoàng cung dõi nhìn linh sơn. Khi ấy Đức Phật ở núi Linh Thửu. Núi Linh Thửu ở ngoài thành Dương Xá. Bà ở trong hoàng cung niệm Phật, cầu Phật đến cứu. Bà ta cảm thấy thế giới này rất khổ, con cái bất hiếu, làm phản. Nếu lúc ấy chẳng có mấy vị đại thần khuyên can, ngăn cản, con bà ta sẽ giết mẹ. Bà ta cảm thấy thế giới này chẳng có ý nghĩa gì. Cầu Phật, các cõi Phật trong 10 phương, cõi nào tốt đẹp, con muốn sang đó, chẳng muốn ở trong thế gian này nữa. Bà ta có một niệm ấy, Đức Phật liền biết. Do vậy, bà Di Đề Hy dẫn mấy cung nữ hướng về phương hướng núi Linh Thửu lễ bái. Vừa ngẩng đầu lên, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dẫn nhiều người đến hoàng cung rồi, đến từ không trung. Đây là Đức Phật hiện thần túc thân. Đức Phật đã ứng lời thỉnh cầu của bà ta, dùng thần lực của Phật hiện bày các cõi Phật trong 10 phương, hiện bà ta đều trông thấy. Sau khi bà ta đã thấy các cõi Phật, bèn hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thưa: con chọn lựa cõi Phật A Di Đà, con muốn sanh về cõi Phật A Di Đà. Xin Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà ta cách sanh về đó. Kinh ghi chép như thế, chúng ta phải tin tưởng điều này. Thuậy trong hoàng cung chẳng phải là một mình vua Ba Tư Nạc trần thấy, mà cả mấy trăm cung nữ của bà ta cũng đồng thời thấy, chuyện ấy chẳng phải là giả. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới xong, bèn hỏi A Nan: ông có muốn thấy Tây Phương A Di Đà Phật hay không? Ngài thưa: con xin được thấy. Kết quả là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy ngài hướng về phương Tây lễ bái, xưng danh, nhất tâm xưng danh niệm A Di Đà Phật. A Nan vừa niệm A Di Đà Phật, lạy xuống một lạy, ngẩng đầu lên, A Di Đà Phật đã hiện trên không trung. Ngài được trông thấy, không chỉ riêng ngài A Nan trông thấy, mà có đến hơn 1 vạn người nghe giảng kinh trong pháp hội Vô Lượng Thọ lần đó thấy đều trông thấy. Đây chẳng phải là giả, chẳng phải là một người trông thấy, mà là nhiều người như thế trông thấy. Điều này cũng chứng thực lời Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong chương Niệm Phật Viên Thông. Hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Ở đây là hiện tiền thấy Phật. Ngài A Nan vừa thấy A Di Đà Phật liền phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy, nếu các vị hỏi hiện thời Ngài A Nan ở đâu, Ngài ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài là tổ sư đời thứ 2 của Thiền Tông. Ma Ha Cà Diếp là sơ tổ Thiền Tông. Ma Ha Cà Diếp truyền cho Ngài, Ngài giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy, sự phát nguyện này là thật sự hiểu rõ, nguyện sanh Tây Phương, đấy mới là đại nguyện. Quý vị phát nguyện phổ độ hết thảy chúng sanh, đúng như tứ hoàng thể nguyện, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, cho đến nguyện cuối cùng là Phật đạo vô thượng thể nguyện hành. Quý vị thành bằng cách nào? Nếu quý vị chẳng thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thưa quý vị, 4 nguyện ấy đều là rộng tuếch, hữu danh vô thực. Quý vị mong độ chúng sanh nhưng chẳng có năng lực, độ không được. Quý vị muốn đoạn phiền não cũng chẳng đoạn phiền não được. Phiền não chẳng tăng trưởng thì coi như còn khá. Sẽ là phiền não mỗi ngày một tăng trưởng. Nếu chẳng đoạn, nó sẽ là tăng trưởng mỗi ngày. Đáng sợ quá. Quý vị học pháp môn thì cũng chẳng học được. Trong thế gian hiện thời, đồng tham đạo hữu tốt đẹp cũng chẳng có. Hoàn cảnh tốt đẹp cũng chẳng có. Đến nơi đâu để học, chẳng có chỗ nào để học. Chẳng cần phải nói đến chuyện thành Phật nữa. Vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, chẳng thể thành Phật. Do vậy, muốn thực hiện tứ hoàng thệ nguyện, phương pháp duy nhất là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế, trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã giải thích thẳng thừng về Phát Bồ Đề Tâm. Ngài nói, Phát Bồ Đề Tâm là gì? Tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Từ xưa tới nay, các tổ sư đại đức chưa hề nói như vậy. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, Ngài nói có lý hay không? Đúng là có lý. Vì khởi tín luận giảng Bồ Đề Tâm là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trong Quán Kinh, Đức Phật giảng Bồ Đề Tâm là chí thành tâm, thâm tâm, phát nguyện hồi hướng tâm, một niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 3 tâm ý đều trọn đủ. Ngẫu Ích Đại Sư thật tuyệt vời, một câu nói toạc ra. Chúng ta nghe xong liền hiểu rõ ràng, minh bạch, chẳng có chút nghi hoặc nào. Lại còn cảm thấy chúng ta có thể làm được. Quý vị nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, nói cả nửa ngày chúng ta vẫn chẳng hiểu rõ ràng, chẳng biết học từ chỗ nào. Càng giảng càng mơ hồ, chẳng thể hiểu rõ như cách giảng đơn giản của Ngẫu Ích Đại Sư. Đấy là ưu điểm. Vì vậy, trong thời cận đại, các vị như Ấn Quang Đại Sư, các vị tổ sư đại đức đều công nhận sách yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư là sách chú giải Kinh Di Đà bậc nhất, là bản chú giải hay nhất, đơn giản, dễ hiểu nhất. Ấn Quang Đại Sư tán thán: cổ Phật tái lai, A Di Đà Phật tái lai, để soạn chú giải cho Kinh A Di Đà cũng chẳng thể hay hơn được. Đó là tán thán yếu dạy đỉnh tột bậc, yếu dạy đơn giản, dễ hiểu, sử sao rộng lớn, tinh vi sâu xa. Nếu quý vị muốn biết tỉ mỉ, hãy học sử sao. Nếu muốn rất đơn giản, nắm vững cương lãnh của Kinh A Di Đà, hãy tìm trong yếu dạy. Hai loại chú giải này hay nhất, có thể tham chiếu lẫn nhau. Trong giảng tòa chúng tôi cũng luân lưu giảng hai bản chú giải này. Giảng xong sớ sao bèn giảng yếu giải, giảng yếu giải xong lại giảng sớ sao. Chúng tôi luân lưu giáp dòng giảng hai bản chú giải này. Nếu chẳng có trí huệ chân chánh, nói thật thà, chân trí huệ là gì? Ta có trí huệ ư? Nào ngờ là khiêm hư quá lố khi tự nói ta chẳng có trí huệ. Nếu lại học kinh giáo tông phái khác, quả thật ta chẳng có trí huệ. Trí huệ của chúng ta không đủ. Nhưng nói theo pháp môn tịnh độ, trí huệ là gì? Quý vị có thể chọn lựa pháp môn tịnh độ, đó là trí huệ bậc nhất. Cách nói này chẳng qua lỗ, chẳng sai tí nào. Vì sao? Mọi người công nhận Văn Thù Bồ Tát trí huệ bậc nhất. Ngài là vị trí huệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp môn trì danh niệm Phật giảng sanh tịnh độ, chọn lựa bằng trí huệ. Ngày nay chúng ta cũng chọn lựa pháp môn này, chẳng khác gì Văn Thù Bồ Tát. Ngài chọn pháp này, ta cũng chọn pháp này. Ngoài chuyện chọn lựa này ra, ta thấy chúng ta chẳng có gì sánh bằng Văn Thù Bồ Tát. Những thứ khác chẳng sánh bằng không sao cả, chỉ cần điều này chẳng sai khác cho mấy là được rồi, chắc chắn là khá lắm rồi. Do vậy ta có thể biết, chẳng chọn lựa pháp môn này tức là chẳng có trí huệ. Trong Vô Lượng Thọ Kinh Mi Chú, thầy Lý Đại Chú giải rất hay. Thầy viết: chẳng cầu đỡ nghiệp giảng sanh, chẳng phải là ngu thì cũng là cuồng, đó là thiếu trí huệ. Chẳng phải là ngu si thì là cuồng vọng, đều là kẻ thiếu trí huệ. Một người có trí huệ chắc chắn chọn lựa pháp môn này. Mấy hôm nay tôi cũng nói với quý vị chẳng ít, chọn lựa pháp môn này thì nhất định phải ghi nhớ lý luận, phương pháp và cảnh giới được giảng trong pháp môn. Phải thường ghi những điều ấy trong lòng, phải thời thời khắc khắc thực hiện, vận dụng vào cuộc sống của chúng ta, áp dụng vào việc xử sự đãi người tiếp vật. Đấy mới là người thật sự niệm Phật. Do vậy chẳng có chân trí, nguyện sẽ chẳng thể phát khởi. Dẫu có phát nguyện, vẫn chẳng phải là đại nguyện, cho nên kẻ ấy sẽ bị thoái chuyển, hoài nghi, đánh mất tín tâm. Do vậy một đạo tràng niệm Phật vì sao phải giảng kinh mỗi ngày? Nhằm khiến cho quý vị đoạn nghi sanh tịnh. Một đạo tràng niệm Phật thật sự sẽ giảng 5 kinh tịnh độ từ đầu một lượt. Như đối với kinh Di Đà bèn giảng sớ sao, giảng mỗi ngày thì phải giảng suốt 1 năm mới có thể giảng viên mãn. 5 kinh một luận đều giảng từ đầu đến cuối, như vậy một lượt ít nhất cũng phải mất 5-6 năm mới hoàn tất. Nhưng 5-6 năm ấy quyết chẳng phải là lãng phí. Sau 5-6 năm ấy, tín tâm của quý vị nhất định kiên cố. Nói cách khác, nắm vững Tây Phương Tịnh Độ quyết định chẳng có vấn đề gì. Vì thế chẳng thể không giảng kinh này, chẳng thể không niệm Phật. Niệm Phật quyết định phải có một niệm Phật đường. Đạo tràng của chúng ta hiện thời bị thiếu sót, có giảng đường nhưng thiếu niệm Phật đường, nên đạo tràng này chỉ có 1/2, vẫn còn thiếu 1/2. Đạo tràng này kiện toàn, tâm mọi người đều định, dễ thành tựu. Đạo tràng chẳng kiện toàn, tâm vẫn lao chao, nói chung là bất định, khó thể thành tựu. Nói đến hạnh, hạnh cũng phải là vị trí khởi hạnh. Hạnh ấy mới là diệu hạnh. Trước hết phải đại triệt đại ngộ. Sự đại triệt đại ngộ này chẳng phải là triệt ngộ trong thiền tông, mà là thật sự hiểu rõ Tây Phương Tịnh Độ, hiểu rõ sự và lý ở hai nơi Sa Bà và Cực Lạc. Đó gọi là đại triệt đại ngộ. Vì sao? Quyết tâm muốn rời khỏi Sa Bà, muốn đạt đến thế giới Cực Lạc, tâm ấy kiên định, tâm ấy quyết định chẳng thay đổi. Đó là sự triệt ngộ trong tịnh độ tâm. Sau đây quý vị niệm một câu Phật hiệu, sẽ giống như trong niệm Phật Viên Thông Chương, Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Đó là diệu hạnh. Khăng khăng một mực niệm một câu Phật hiệu này, khăng khăng một mực tu pháp môn này, chúng ta giữ lấy một bộ tịnh độ ngũ kinh này là đủ rồi. Quyết định đạt được thượng phẩm thượng sanh, đó là diệu hạnh. Những kinh điển khác đều có thể chẳng cần đến. Liên Trì Đại Sư nói: tam tạng 12 bộ nhường cho kẻ khác ngộ, ta chẳng cần đến, khăng khăng một mực có một thứ này là được rồi. Một bộ kinh A Di Đà là được rồi. 8 dạng 4.000 hạnh để cho người khác hành, để cho những người khác tu hành các hạnh khác. Chúng ta chỉ chọn lấy trì danh niệm Phật, khăng khăng một mực, đó là diệu hạnh, là sự chọn lựa bằng trí huệ chân chánh. Chẳng có chân thật huệ thật sự sẽ chẳng thể khăng khăng một mực. Nếu cái tâm so đo chụp giật, toàn tình học pháp này pháp nọ chưa nguội lạnh, sẽ chẳng thể khăng khăng một mực. Dẫu có tu hành vẫn chẳng phải là diệu hạnh. Nếu kẻ ấy gặp duyên vẫn bị thoái chuyện, vẫn thay lòng đổi dạ, nghe người ta nói mấy câu, quy quý vị mấy lời, ngay lập tức ý niệm xoay chuyển thay đổi, hành kiệu đó chẳng diệu. Thật sự là chẳng diệu. Ý niệm vừa chuyển bèn vào trong ba ác đạo. Chắc quý vị sẽ cãi ý niệm vừa chuyển cũng chẳng đến nỗi đọa trong ba ác đạo. Vì sao Pháp Sư nói nghiêm trọng dường ý? Tôi thưa cùng quý vị, ý niệm xoay chuyển sẽ thật sự đọa trong tam ác đạo. Dẫu quý vị nhân phẩm đạo đức hợp dẫn, vượt bạo tốt đẹp Cảnh Mỹ, vẫn đọa trong ba ác đạo. Vì nguyên nhân nào? Quý vị đã phá hoại Pháp Tịnh Độ. Phá hoại như thế nào? Người ta thấy người ấy niệm Phật vài chục năm, quý vị thấy kẻ ấy đến lúc tuổi già tu Pháp khác, đang tự nhủ nói chung, chẳng thể học Tịnh Độ. Đây là quý vị đã phá hoại Tịnh Độ, sẽ là kẻ đọa trong địa ngục A Tỳ. Nếu quý vị chẳng tu Tịnh Độ sẽ chẳng tạo nghiệp nhân này. Niệm Phật vài chục năm, lúc tuổi già đi học thiền học mật, làm cho những kẻ học đạo khác trông thấy hành vi của quý vị bèn nghĩ: người này đã hành nhiều năm ngần ấy mà vẫn bỏ không tu Tịnh Độ nữa, đại khái là Tịnh Độ không được rồi, chẳng đáng trông cậy, vẫn là thiền hay mật tốt đẹp hơn. Quý vị phải hiểu, quý vị vừa chuyện đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Người đâu ngần ấy chịu ảnh hưởng của quý vị đều cùng bị lạc lối, kẻ mù dẫn lũ đuôi. Quý vị phải chịu trách nhiệm nhân quả, vì thế phiền phức nảy sanh từ chỗ này. Quý vị học Tịnh Độ dài ngày, chuyển sang học Pháp khác, chẳng phạm lỗi lầm to tác dường ấy. Quý vị học đã lâu, sau đó chuyển ý niệm đáng kinh hại lắm, đó là thiểu trí huệ. Không chỉ chính mình từ đường chánh đi vào nẻo tà, mà còn phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả rất lớn. Nếu quý vị ảnh hưởng càng nhiều người, tội lỗi càng nặng, hết sức đáng sợ. Vì vậy, tín, nguyện, hạnh đều nương vào trí huệ chân thật. Nãi chí thành Phật, hằng tất diêu chi. Từ sơ phát tâm mãi cho đến lúc thành Phật đều phải nương vào trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Trí huệ phát xuất từ tính tâm thanh tịnh. Kinh Kim Cang nói: tính tâm thanh tịnh bàn sanh thật tướng. Thật tướng là tượng chân thật huệ. Tính tâm thanh tịnh là gì? Trong tĩnh tâm chẳng có mảy may hoài nghi, chẳng có mảy may đắm nhiễm, đó là thanh tịnh. Do vậy, cho đến khi thành Phật đều phải cậy vào trí huệ. Hằng tất diêu chi đều phải có trí huệ. Cái thông nhân triệt quả, thành thỉ thành chung, chi yếu đạo giả. Khởi độc gì tính giải chi muôn nhi dĩ tài. Lời kết luận này hay quá. Bởi lẽ kinh này do Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất để nói. Trong các vị thành văn, Ngài Xá Lợi Phất đại biểu trí huệ bậc nhất. Pháp môn này là pháp khó tin. Nếu chẳng phải là trí huệ bậc nhất, có giảng cho kẻ ấy cũng vô ích. Kẻ ấy chẳng tin, chẳng thể tiếp nhận. Chứ gì nhất định phải biết. Nếu trong tương lai quý vị gặp phải đại Pháp Sư, Lão Hòa Thượng hoặc thiện trì thức tu học đã lâu, bảo quý vị đừng nên niệm Phật, pháp môn niệm Phật không được đâu, khuyên quý vị tu thiền hay khuyên quý vị học mật, tôi thấy rất nhiều kẻ như thế. Quý vị vừa nghe bàn nghĩ, vị Lão Hòa Thượng này đức cao vọng trọng, chắc là Ngài nói chẳng sai. Nếu quý vị nghe lời người đó liền bị mắc lừa to lớn. Vì sao những người đó tu hành suốt đời mà vẫn chẳng tin tưởng Tịnh Độ? Kinh nói pháp môn Tịnh Độ là pháp khó tin. Nếu những kẻ đó đều tin tưởng, làm sao Đức Phật có thể nói kinh này là pháp khó tin cho được? Pháp này chẳng phải là rất dễ tin tưởng ư? Khó lắm, thật sự là khó. Những người hữu tu hữu học ắt phải thật sự học thông suốt rồi mới tin tưởng. Do vậy, các vị liên trì ngẫu ích thường trích dẫn lời dạy của các ngài Mã Minh, Long Thọ, Thiên Thân Bồ Tát, Trí Giả Vĩnh Minh. Những vị ấy tông lẫn giáo đều thông, thật sự thông đạt. Các ngài chọn lấy pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, thật sự thấu hiểu. Dẫu là người học giáo hạ đã lâu, kẻ ấy chẳng thật sự thông suốt, chẳng thật sự thông suốt sẽ chẳng tin pháp môn này. Chuyện này cũng chẳng kỳ lạ chút nào, chưa thông hiểu đích xác là chẳng tin. Chính bản thân tôi là một thí dụ. Lúc tôi mới học Phật chẳng tin tưởng Tịnh Độ, vẫn kể như rất may mắn là cuối cùng tôi tin tưởng Tịnh Độ. Chẳng phải là nghe người ta khuyên tôi tin liền, đâu có đơn giản như vậy. Người đầu tiên khuyên tôi là Pháp Sư Sám Dân, tôi chưa thể tiếp nhận. Về sau là Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi bản tính bán nghi. Vì sao mới tin? Giảng Kinh Hoa Nghiêm mười mấy năm rồi mới tin. Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm bắt đầu từ năm Dân Quốc 60, mãi cho đến hiện thời chẳng gián đoạn. Năm nay là năm Dân Quốc 77, đã giảng 17 năm. Do Kinh Hoa Nghiêm, tôi thường nói, tôi đã khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Ngộ gì vậy? Ngộ từ pháp môn tịnh độ. Vì từ Kinh Hoa Nghiêm tôi đã thấy rõ ràng, rành rẽ. Giang thù phổ hiền, thiện tai đông tử, bộ 11 địa vị pháp thân đại sĩ, ai nấy đều niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chuyện này đúng là giáng một gậy to vào đầu tôi, đánh thức tôi. Hoa Nghiêm là cảnh giới gì? Đến cuối cùng, thấy đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do vậy, tôi đọc chú giải Kim Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cụ trích dẫn lời các vị đại đức đời Đường, nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều nhằm dẫn đường cho Kim Vô Lượng Thọ. Tôi vừa đọc liền thừa nhận lời Đoàn Quyết ấy chẳng sai tí nào. Vì sao? Tôi tin tưởng pháp môn tịnh độ là nhờ Kinh Hoa Nghiêm dẫn dắt. Chẳng có bộ kinh ấy dẫn dắt, dẫu như thế nào đi nữa tôi cũng chẳng thể tin tưởng, cũng chẳng chịu tu học. Vì thế tôi vô cùng cảm kích Kinh Hoa Nghiêm. Nếu không nhờ Hoa Nghiêm, tôi chẳng thể tin tưởng pháp môn này. Nói thật ra, Kinh Hoa Nghiêm là tự phần của Kinh Vô Lượng Thọ, là phần dẫn nhập của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà là chánh tông phần của Kinh Hoa Nghiêm. Thập đại nguyện dương, đạo quy cực lạc. Chẳng sai, chỗ kỳ túc cuối cùng trở về Kinh Di Đà. Liên Trì Đại Sư bảo, hai bộ Kinh Di Đà và Vô Lượng Thọ là đồng bộ, được gọi là Đại Bổn và Tiểu Bổn. Tiểu Bổn giảng đơn giản, Đại Bổn giảng chi tiết, nhưng nội dung hoàn toàn giống nhau, chẳng sai biệt. Thông nhân triệt quả, từ tu nhân đến chứng quả, đều cần định trí huệ. Thành thỉ thành chung, thỉ là quý vị bắt đầu tin tưởng, phát nguyện, trì danh, trọn đủ tín nguyện hạnh, đấy là thành thỉ. Định Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị viên chứng ba thứ bậc thoại, thành Phật trong một đời, đó là thành chung. Thầy đều phải cậy vào trí huệ. Quý vị mới hiểu vì sao Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất để giảng Kinh Di Đà, chẳng gọi người khác, đặc biệt là Kinh Di Đà Vô Dẫn Tự Thuyết. Trong kinh này toàn là Thích Ca Mâu Ni Phật tự nói, những người khác chẳng nói xen vào một câu nào. Khởi độc di tịnh giải, chi môn nhi dĩ tài, xứng lý. Đoạn xứng lý này là đoạn bàn luận tương xứng với tánh. Vì vậy, bản chú giải này của Liên Trì Đại Sư chẳng giống với những bản chú giải thông thường. Mỗi đoạn ngắn đều chỉ quy tự tánh. Xứng lý thường được gọi là tiêu quy tự tánh. Điều này rất ít thị trong các bản chú giải thông thường, nhưng sau mỗi đoạn trong sớ sao đều có. Tác tự tánh tự nhiên trí, thị Phật tự cáo, xá lợi phất nghĩa. Cách nói này hoàn toàn hội quy tự tánh. Nghĩa là gì? Chúng ta hãy nhìn lời giải thích trong phần sau. Vô duyên nhi chịu, phất lự nhi trì, diệu tánh thiên nhiên, bất tùng thà đắc. Thị cố kiên trì dị động, khải thỉnh vô nhân, sĩ nhiên thuyết, vô dạng yết. Mấy câu này có ý nghĩa rất sâu. Vô duyên nhi chiếu, chiếu là trí huệ khởi tác dụng. Công phu tu hành của nhà thiền gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quán chiếu, giai đoạn thứ hai là chiếu trụ, giai đoạn thứ ba là chiếu kiến. Chiếu kiến là kiến tánh. Trong Kim Cang Kinh giảng nghĩa, lão cư sĩ Giang Dị Nông đã nói về ba cảnh giới này rất rõ ràng. Chúng ta niệm Phật cũng có ba giai đoạn. Ba giai đoạn ấy được nói theo cách khác, nhưng nói thật ra ý nghĩa tương đồng. Quán chiếu trong thiền tông được Tịnh độ tông gọi là công phu thành phiến. Chiếu trụ trong thiền tông chính là sự nhất tâm bất loạn trong tịnh độ. Chiếu kiến như thiền tông đã nói chính là lý nhất tâm bất loạn trong tịnh độ. Quán tự tại Bồ Tát trong Bát Nhã Tâm Kinh là Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã tu hành tới giai đoạn cao tột, tức là chiếu kiến. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chiếu kiến là minh tâm kiến tánh. Chúng ta niệm Phật đạt đến lý nhất tâm cũng là minh tâm kiến tánh. Do vậy, danh từ thuật ngữ khác nhau nhưng cảnh giới giống nhau. Vô duyên nhi chịu, Những loại chiếu thông thường nói chung là phải có duyên rồi sau đó mới khởi quán chiếu. Nói tới tri thì tri nói chung là chúng ta phải suy nghĩ mới biết, lự là suy nghĩ, suy xét, nghiên cứu, sau đó chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch chuyện này. Phất lự nhi tri, ở đây là nói không có duyên, chẳng cần đến duyên, chiếu là tự nhiên, chẳng cần phải suy xét mà biết. Ví dụ như A-la-hán có thần thông, Bích Chi Phật có thần thông, Quyền Giáo Bồ Tát có thần thông, các ngài có tha tâm thông. Nhưng nếu ngài chẳng suy nghĩ, suy xét, thì trong tâm người khác nghĩ gì, ngài sẽ chẳng biết. Do vậy nếu quý vị hỏi ngài chuyện quá khứ hay tương lai, trước hết ngài phải nhập định, sau đấy mới có thể bảo cho quý vị biết. Tức là ngài có duyên, có lự, chẳng thể lập tức nói với quý vị. Ngài phải nhập định một chút, thì món thần thông ấy mới có thể khởi tác dụng. Nếu ngài chẳng tác ý, thần thông chẳng khởi tác dụng. Những vị này chẳng bằng người sanh trong hạ hạ phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người sanh trong hạ hạ phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở trong hoa sen còn chưa nở, nhưng người ta đã thấy thấu suốt, nghe thông suốt. Thần thông và đạo lực đều chẳng khác biệt với Phật cho mấy. Chắc chắn là thanh văn, duyên giác, Quyền Giáo Bồ Tát trong các thế giới phương khác chẳng thể sánh bằng, phải kém cỏi hơn. Người ấy ở trong bức sen chưa nở, mọi người đừng nghĩ bức sen chưa nở, nói chung rất mất tự nhiên, chẳng có tự do, hiểu như vậy là sai mất rồi. Hoa sen ấy bao lớn, chuyện nói hoa sen bé là một do tuần. Một do tuần là 40 dặm tạo. Đó là nơi quý vị ở, 40 dặm, gần như có ban thành phố Đài Bắc. Nếu quý vị nói một mình ta ở trong đó, có phải là rất nhàm chán hay không? Chẳng phải vậy. Quý vị ở trong hoa sen ấy, A Di Đà Phật, Quảng Âm Thế Chí, đại chúng trong thanh tịnh hải hội, thấy đều ở trong ấy, quá thân ở trong ấy. Vì thế trong ấy rất náo nhiệt, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, niệm Phật, kinh hành rất náo nhiệt. Đó là hoa sen bé. Hoa sen to sẽ lớn cả 1000 do tuần, hoặc 1000 do tuần. Hoa sen to còn lớn hơn địa cầu của chúng ta, bỏ địa cầu vào đó vẫn còn rộng thêm thai. Tình hình trong mỗi đó hoa sen đều là như vậy. Vì vậy trong mỗi hoa sen đều là một thị giới. Khi hoa nở, quý vị liền thấy báo độ của Tây Phương Cực Lạc thị giới, thấy báo thân Phật của A Di Đà Phật, báo thân Phật và vị Phật được thấy trong hoa sen khác nhau. Báo thân Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo, chẳng phải là 32 tượng 80 thứ hảo. Báo thân Phật to lượng, kệ tán Phật có câu: bạch hào uyển chuyển ngũ tu gì, cả một trần thanh tứ đại hải. Đó là báo thân Phật. Trong hoa sen quý vị chẳng nhìn thấy, chẳng thấy thân tướng Phật to dường ấy. Sau khi hoa nở sẽ thấy thân tướng Phật lớn dường ấy. Thân của chính mình cũng to, thân hình của chính mình cũng cao lớn. Do vậy trong hoa và ngoài hoa là hai thế giới. Vì lẽ đó đến nơi ấy chắc chắn chẳng tịch mịch, mà cũng vô cùng tự tại. Mỗi ngày có thể đi thăm viếng 10 phương thế giới. Cảnh giới được nói trong Kinh Di Đà là cõi phàm thánh đồng cư, trọn chẳng phải là cảnh giới trong cõi thật bảo trang nghiêm. Đấy cũng là cảnh giới của hạng đới nghiệp giảng sanh chúng ta trong hoa sen nơi ào bảy bảo. Đúng là đẹp đẽ khôn xiết. Vì vậy người sanh trong hạ hạ phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng cần đến duyên mà chiếu, chẳng cần suy nghĩ liền biết. Bởi lẽ do duyên mà chiếu, do suy nghĩ mà biết đều là do ngoại cảnh mà đạt được. Đó là trí huệ hữu tác gì, chẳng phải là tự nhiên trị. Chẳng phan duyên, nhưng không gì chẳng chiếu. Không cần suy nghĩ mà không gì chẳng biết. Đấy là chân trí huệ, đó mới là tự nhiên trị, là vô sự trị. Trị chẳng cần phải do thầy truyền dạy, mà tự nhiên khởi lên, không cần cậy vào ngoại duyên. Trí huệ ấy tự nhiên hiện tiền, chẳng do cái khác mà có. Đã có diệu huệ, trí huệ chân thật như vậy, quý vị nghĩ xem, cần gì mà phải gõ dẫn khánh, giống chuông để khải thỉnh Phật tới giảng kinh thuyết pháp, chẳng cần thiết. Thị cố kiên trì dị động, kiên trì là pháp thị. Chúng ta nên thỉnh Pháp Sư, nên thỉnh Phật, Bồ Tát thuyết pháp. đều phải gõ hoặc đánh pháp khí, chẳng cần không dùng đến, trí huệ của quý vị đã hiện tiền. Khải thỉnh vô nhân, xí nhiên thuyết, vô dạng yết. Chẳng cần phải khải thỉnh, xí nhiên và vô dạng là nói sáu trần tận hư không khắp pháp giới đều đang thuyết pháp. Thế giới Tây Phương là như thế, có thế giới nào chẳng phải là như vậy. Sáu trần trong thế giới này của chúng ta cũng thuyết pháp. Điều đáng tiếc là gì? Chúng ta chẳng có trí huệ, nên quý vị chẳng thể cảm nhận. Người trong Tây Phương cực lạc thế giới có trí huệ, tâm địa thanh tịnh, nên sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần sẽ nhận biết toàn bộ đều đang thuyết pháp. Đoạn này nhằm giải thích ý nghĩa được biểu hiện bởi chuyện Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất. Nhị thị pháp, thị là khai thị, thị pháp là khai thị pháp môn này. Tùng thị Tây Phương, quá thập dạng ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc. Mấy câu này là cương lãnh của cả bản kinh. Hãy chú trọng chữ hữu. Nhìn từ thế giới Sa Bà của chúng ta về phương Tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, bên ấy có một thế giới tên là thế giới cực lạc. Độ thị sở y, danh y bảo. Chúng ta sinh tồn phải nương cậy đại địa, đó là y bảo. Báo là đền đáp. Trong quá khứ, chúng ta tu cái nhân này, hiện tại được đền đáp bằng điều này. Chánh báo là thân thể của chúng ta. Ngoài thân thể ra, những gì chúng ta nương nhờ vào để sống đều gọi là y bảo. Y bảo có hai loại lớn, một là vật chất y bảo, hai là nhân sự y bảo. Chánh bảo chỉ có một mình ta, chẳng thể tin nhiều người khác vào đó. Người khác là y bảo của ta. Chẳng thể nói chánh báo là hết thảy hữu tình chúng sanh, chẳng thể nói theo kiểu ấy. Chánh báo chỉ nói đến một mình ta. Chúng ta sống trong thế gian này, có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất, thể đều là y bảo. Này chúng ta nói về Tây Phương cực lạc thế giới, nói về A Di Đà Phật. Phật thị năng y, danh chánh báo. Hoàn cảnh là sở y, đấy là nói về y bảo. Cõi nước là sở y, gọi là y bảo. Phật là năng y, gọi là chánh bảo. Nay nói về y bảo trước. Cương lãnh của cả bản kinh gồm 3 câu kinh văn. Đây là câu đầu tiên. Câu thứ hai là kỳ độ hữu Phật, hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Câu này thuộc kinh văn trong phần sau. Thị giả chỉ thử giới ngôn. Trong câu tùng thị Tây Phương, chữ thị chỉ thế giới này, tức là thế giới Sa Bà. Chúng ta hiện đang ở trong thế giới này. Chứ gì phải nhớ, nói tới thế giới này trọn chẳng phải là nói tới địa cầu. Nếu hiểu là địa cầu trật mất rồi, sẽ có vấn đề to lớn. Này chúng ta biết địa cầu tròn xoe, đi về phương Tây, đi hết một vòng lại trở về chỗ cũ, rốt cuộc Tây Phương ở chỗ nào? Hiện thời máy bay hết sức lạ làng, loại máy bay từng tiện nhất trong tương lai, bay một vòng quanh địa cầu chỉ cần 6 hoặc 7 giờ là đủ rồi. Máy bay tối tân nhất trong hiện thời, từ Mỹ bay sang Nhật Bản mất 2 giờ. Bay đến Nhật Bản hay từ Mỹ, rồi lại bay sang Đài Loan, thời gian chẳng sai biệt cho mấy. 2 giờ đã đến nơi rồi. Nước Mỹ hiện đang thí nghiệm trong tương lai, tốc độ máy bay vận chuyển hành khách đều nhanh chóng như thế. Khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới càng ngày càng bé lại. Sau này sang Mỹ, chỉ 2 tiếng đồng hồ là đến rồi. Tây Phương được nói ở đây là phương Tây của thế giới Sa Bà. Tuân thử Sa Bà thế giới, hướng Tây nhi khử. Thế giới Sa Bà là tên của một đại thiên thế giới. Địa cầu của chúng ta thường được gọi là Diêm Phù Đề. Nếu nói phương Tây của Diêm Phù Đề chính là nói tới địa cầu này. Còn ở đây là nói đến thế giới Sa Bà. Thế giới Sa Bà là một đại thiên thế giới, là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại khái giống như hệ ngân hà chúng ta quan sát thì trong thiên văn hiện thời. Nếu chúng ta lấy hệ ngân hà làm đơn vị để nói, thì Tây Phương trong đoạn kinh Di Đà này chính là Tây Phương của hệ ngân hà thuộc thế giới Sa Bà. Nói như vậy sẽ hợp lý, thật sự chẳng có vấn đề gì. Ngân hà cũng đang chuyển động, nhưng thời gian để hệ ngân hà xoay một vòng cần phải dùng quang niên để tính toán. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật tổng cộng chỉ có 1 vạn 2.000 năm. Khi đem so 1 vạn 2.000 năm với sự chuyển động của hệ ngân hà, e rằng độ số chỉ sai lệch 1-2 độ, nên phương hướng chẳng sai. Quả thật là cõi cực lạc ở Tây Phương, nó di động rất nhỏ. Đây là nói trong pháp vận dài 1.2 vạn năm của Thích Ca Mâu Ni Phật, độ số chuyển động của hệ ngân hà quá nhỏ, nhỏ chẳng đáng kể, còn chẳng ảnh hưởng đến phương hướng. Nếu quý vị nghiên cứu thiên văn cận đại liền hiểu rõ, mới hiểu Đức Phật thuyết pháp đúng là chẳng thể nghĩ bàn, phù hợp với khoa học cận đại. Do vậy, đây là nói về phía Tây của hệ ngân hà, đi về phía Tây như thế, đi theo hướng Tây. Danh quả vượt qua bao nhiêu? Vượt qua 10 vạn ức cõi Phật. Phật độ giả nhất đại thiên giới, danh nhất Phật độ. Một đại thiên thế giới là một khu vực giáo hóa của một vị Phật, được gọi là một Phật độ. Giả sử một Phật độ là một hệ ngân hà, từ hướng Tây của hệ ngân hà chúng ta phải vượt qua bao nhiêu hệ ngân hà? 10 vạn ức hệ ngân hà. Các nhà thiên văn học hiện thời chưa thể quan sát tới, bước qua họ phát hiện vài trăm hệ ngân hà mà thôi, thua kém quá xa. Diễn vọng kinh được dùng trong thiên văn hiện thời là loại diễn vọng kinh sử dụng sóng vô tuyến điện, vẫn chưa đạt đến 1 ức hệ ngân hà. 10 vạn ức nhiều quá sức, năng lực khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa đạt được 1/10. Ở bên Ý có một thế giới quá như thị Phật độ, chỉ 10 vạn ức. Ngôn khứ thử phương diễn chi diễn giả, khoảng cách này khá xa. Phi đàn kinh 10 vạn bát thiên chi độ giả, đặc biệt nêu ra vì đàn kinh rất phổ biến tại Trung Quốc, người đọc kinh ấy rất nhiều. Trong đàn kinh Lục Tổ bảo Tây Phương cực lạc thế giới cách chúng ta 10 vạn 8.000 dặm. Liên Trì Đại Sư giảng cặn kẽ câu nói này. Lục Tổ Đại Sư không biết chữ, ngài chưa hề nghiên cứu kinh Di Đà, chủ yếu là dạy người đến học đạt được sự lãnh ngộ, thấu hiểu lẽ thiền, chứ chẳng quan trọng giáo. Vì thế ngài nói kiểu đó cũng là nói tùy tiện, chẳng dựa theo giáo nghĩa để giảng. Lục Tổ chủ trương duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, chẳng bàn đến sự tướng. Chúng ta phải liễu giải những ý nghĩa này. Lời tổ sư nói hoàn toàn chẳng sai. Ngài có kẻ đương cơ riêng, có dùng ý. Ngài một phen nói như vậy khiến cho hàng đương cơ ngộ nhập tự tánh. Mục đích của ngài là ở chỗ này, khiến cho kẻ khác khai ngộ, chẳng nhằm khuyên kẻ khác cầu sanh Tây Phương. Đấy là do môn đình thiết lập khác nhau, cho nên chẳng thể dùng cách nói trong đàn kinh để giải thích kinh Di Đà. Vì thế Tổ Liên Trì mới nói, chẳng phải là nói đến cõi nước cách xa 10 vạn 8.000 dặm như Lục Tổ đã nói trong đàn kinh. Nhược cứ sự cứ lý, diệt dị di diễn. Chúng ta nghe 10 vạn ức cõi Phật, thường là chẳng có cách nào tưởng tượng được, khoảng cách quá xa. Nhưng cứ sự cứ lý chẳng thể coi là xa. Vì sao chẳng thể coi là xa? Còn có chỗ xa hơn cõi ấy nữa. Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng từ dưới lên trên có 12 tầng, giống như một cao ốc 20 tầng. Thế giới Sa Bà của chúng ta và Tây Phương cực lạc thế giới cùng ở trong một tầng, tức tầng thứ 13. Quý vị nghĩ xem thế giới Hoa Tạng lớn ngần nào, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật nói tận hư không khắp pháp giới. Đó có phải là một thế giới Hoa Tạng hay không? Chẳng phải. Trong vũ trụ có vô lượng vô biên, nhưng thế giới giống như thế giới Hoa Tạng. Đó là nói đại thế giới của chúng ta được gọi là thế giới Hoa Tạng. Nói đến đại thiên thế giới, nói đến thế giới Sa Bà thì vẫn là một tiểu thế giới, là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Nhìn từ đại thế giới cực lạc có xa hay không? Rất gần, cùng ở trong một tầng lầu, một ở phía đông, một ở phía tây, chẳng xa. Thế dĩ thời ngôn, giới dĩ xứ ngôn. Thế giới, thế là nói tới thời gian, thế là ba con số 10. 30 năm là thế hệ, Trung Quốc cổ đại nói như vậy. Giới là giới hạn, 4 phương, 4 góc, trên dưới, đấy là giới hạn. Đây là nói theo nơi chủng, cực lạc giả, phạn ngữ tu ma đề. Thế giới cực lạc là do chúng ta dịch nghĩa, đọc theo âm tiếng Phạn là tu ma đề. Thử dân an lạc, ý nghĩa chính xác của từ ngữ ấy là an lạc. Thử là Trung Quốc, tu ma đề dịch sang nghĩa tiếng Hán là an lạc. Diệt dân an dưỡng, diệt dân thanh thái, diệt dân diệu ý. Có nhiều cách dịch như vậy, đều là dịch theo ý nghĩa. Danh tuy tiểu thù, giai cực lạc nghĩa. Tuy danh tự khác nhau, ý nghĩa đều tương thông. Hợp chung mấy ý nghĩa này để xét, sẽ thấy càng viên mãn, rõ ràng hơn ý nghĩa được bao hàm trong từ ngữ tu ma đề. Cưu Ma La Thập Đại Sư dịch kinh đã dịch từ ngữ này thành cực lạc. Nhiên độ hữu đa chủng, thế giới cực lạc có 4 cõi nên nói có nhiều thứ. Tứ độ chi trung, kim thử cực lạc, thị đồng cư độ. Kim thử là gì? Chỉ Kinh Di Đà. Thế giới cực lạc được nói trong Kinh Di Đà là cõi đồng cư, trong 4 cõi của thế giới cực lạc. Chẳng phải là cõi thật báo trang nghiêm, chẳng phải là cõi thường tịch quan. Vì sao nói là cõi đồng cư? Vì chúng ta đới nghiệp giảng sanh đều sanh vào cõi đồng cư. Nói như vậy càng thêm thân thiết. Tuy là cõi đồng cư, nhi diệt thông tiền tam độ. Trong các thế giới của 10 phương chư Phật chẳng có điều tuyệt diệu này. Thế giới của 10 phương chư Phật đều có 4 cõi. Giống như thế giới này của chúng ta đang sống là cõi Phàm Thánh Đồng Cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi phương tiện hữu dư và cõi thật bảo tràng nghiệm của thế giới Sa Bà chẳng ở nơi đây, chúng ta chẳng thấy được. Điều màu nhiệm của Tây Phương Cực Lạc thế giới là tuy là cõi Phàm Thánh Đồng Cư, nó thông với 3 cõi trước. Do vậy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoành siêu, chẳng phải là thụ xuất. Hoành siêu tam giới, tự Tây Phương Cực Lạc thế giới sanh ngang vào 4 cõi, tuyệt diệu chẳng thể diễn tả được. Sanh về một là sanh trong hết thảy, sanh vào cõi Phàm Thánh Đồng Cư, đồng thời cũng giống như sanh vào cõi phương tiện hữu dư, cõi thật báo trang nghiêm, cõi thường tịch quan. Vì sao? Vì trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư thấy trọn Bồ Tát, thiên nhân đại chúng trong 3 cõi trên. Nói cách khác, nếu các vị đại Bồ Tát ấy sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, thì cõi thật báo trang nghiêm và cõi này cũng dung thân. Mỗi ngày cũng gặp mặt người trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư, cũng là mỗi ngày sống với nhau, quả sức màu nhiệm. Đúng là pháp khó tin, chúng ta cũng chẳng có cách nào tỉ dụ sự khác biệt này. Trước kia tôi giảng kinh này, bất đắc dĩ chỉ đành dùng học trò học hành trong nhà trường làm tỉ dụ. Giống như ngôi trường này của chúng ta, tiểu học chẳng phải là trung học chẳng phải là đại học, trường học tách rời, mỗi cấp lớp cũng tách rời, quyết định chẳng hỗn tạp. Tình hình trong Tây Phương Cực Lạc thế giới rất đặc thù. Học trò tiểu học, học trò trung học, sinh viên đại học đều cùng học chung một phòng học, màu nhiệm đến cùng cực. Vì thế mọi người mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày cùng nhau nắm tay, chẳng thể nghĩ bàn. Trong các thế giới của 10 phương chư Phật thế giới chẳng có tình hình như thế. Chư Phật Bồ Tát và mọi người đều ở cùng một chỗ. Tuy mỗi cá nhân có báo độ khác nhau, phẩm vị mỗi cá nhân khác nhau, nhưng cùng sống một chỗ chẳng trở ngại gì, hàng ngày qua lại chẳng trở ngại gì. Trong các thế giới của 10 phương chư Phật chẳng có tình hình như vậy, chỉ riêng thế giới ấy là có, vì thế vô cùng đặc biệt. Đó là loại thông tiền tam độ, hữu thọ dụng pháp tánh, biến hóa tam độ, diệt đồng thử ý. Trong lời sau, Liên Trì Đại Sư sẽ giải thích rất tỉ mỉ ý nghĩa này. Lời sau càng giảng tỉ mỉ, chúng ta càng biết rõ ràng. Không chỉ có thể đoạn nghi sanh tính, mà còn có thể giúp chúng ta quán tưởng. Hữu Thập chủng độ, diệt đồng thử ý, 10 loại cõi được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm luôn dùng 10 để biểu thị pháp. Hữu Phật tuy vô độ, dị hóa chúng sanh, bất phương thuyết độ. Câu này là nói xứng tánh. Đúng như Phật chẳng có tướng, vì độ chúng sanh chẳng ngại hiện các tự tượng. Phật chẳng có danh hiệu, vì độ chúng sanh cũng chẳng ngại thành lập các tự danh hiệu. Có thể thì cõi nước là để người khác thọ dụng, tự tha bất nhị. Vì thế chẳng ngại thuyết pháp như vậy, không ngại thị hiện. Điều này hiển thị lý sự vô ngại, sự vô ngại, chính là cảnh giới trong Kinh Hoa Nghiêm. Bản sớ sao chú giải Kinh Di Đà có Liên Trì Đại Sư hoàn toàn dùng cảnh giới Hoa Nghiêm để chứng tỏ Tây Phương Cực Lạc thế giới là tinh hoa của thế giới Hoa Tạng. Vì thế giới Cực Lạc chẳng rời khỏi thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng giống như một cao ốc, phần đặc sắc nhất trong cao ốc ấy chính là một gian phòng của A Di Đà Phật trong tầng thứ 13. Gian phòng ấy là chỗ đặc sắc nhất, là nơi tinh hoa, gần như là có ý nghĩa này. Nói về cả thế giới Hoa Tạng là Kinh Hoa Nghiêm, còn Kinh Di Đà Tịnh Độ là một bộ phận tinh hoa nhất trong thế giới Hoa Tạng. Do vậy, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng đều phát nguyện cầu sanh về cõi Tịnh Độ ấy. Y báo giả, nhằm giải thích chữ y báo trong phần trên. Thân tạ độ cư, cố danh sở y, tuy sở tác nghiệp, y hữu thắng liệt, cố danh di báo. Chữ độ có ý nghĩa dễ hiểu, chẳng dễ hiểu rõ chữ báo. Chúng ta nói thông tục, Tây Phương Cực Lạc thế giới sản vật phong phú ngần ấy, như bảy báo là những thứ thuộc loại hiếm có, như vàng. Trong thế giới này của chúng ta coi những khoáng vật ấy là trân bảo. Có được một tỷ siêu những thứ ấy đã là quý báu lắm, giá trị rất cao. Tây Phương Cực Lạc thế giới bảy báo quá nhiều, khắp nơi đều có. Giống như đá tảng, bùn đất trong thế giới này quá nhiều. Ngày nay chúng ta coi vàng ròng là bảo vật, người ta coi vàng ròng là thứ để lót đường. Hiện thời chúng ta nghĩ kim cương, tỷ thúy, trân châu, mã não là những thứ rất trân quý. Người ta coi chúng là vật liệu xây dựng, dùng để cất nhà. Chúng ta đeo dắt những thứ ấy khắp thân. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ta trông thấy sẽ cười quý vị. Đó là phước báo khác nhau. Đừng nói chúng sanh trong hai cõi Sa Bà và Cực Lạc phước báo khác biệt. Phước báo của người trong thế giới này cũng khác nhau. Từ tivi chúng ta thấy bao nhiêu người chết đói tại Phi Châu. Quý vị thấy hình tướng của họ là da bọc xương. Chúng ta ở đây dư dả ấm no, cùng sống trên địa cầu mà phước báo khác biệt. Vì sao có hiện tượng này? Đời trước tu phước khác nhau. Quý vị đời trước tu phước, đời này nhất định sanh trong cõi có phước. Chẳng có phước báo, quý vị sẽ sanh về nơi chẳng có phước báo. Nhất định phải hiểu đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Vì thế, cùng là người một nhà, do mỗi cá nhân tu phước khác nhau, dẫu đời sau vẫn chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi, dẫu cho cùng làm thân người như nhau, cũng chẳng thể sống cùng một chỗ bởi phước báo khác biệt. Lại nhìn xưa này phước báo khác nhau. Nói thật thà, phước báo của cổ nhân vượt xa người hiện tại chúng ta. Chúng ta đọc lịch sử, thấy các đế vương thời cổ ban thưởng công thần, thượng mấy chục vật vàng ròng. Một vật là 24 lượng. Nhìn từ lịch sử, quý vị biết hồi ấy vàng bạc châu bảo nhiều. Hiện thời chẳng thấy nữa. Chúng sanh phước bạc, những thứ bảo vật ấy dần dần ít đi, chẳng còn nữa. Kinh Phật nói chuyển luân dương xuất thế, chúng sanh phước báo lớn, bảy báo xuất hiện trên mặt đất trồi lên. Quả thật là cảnh chuyển theo tâm, chuyển theo phước đức và nhân duyên của quý vị. Hiện thời các nhà khoa học đã hiểu rõ sự tướng này. Vì sao những bảo vật chẳng còn nữa? Đây là nói tới kết cấu hóa học, chúng bị biến hóa, tiêu mất. Khi con người có phước báo, nó lại biến hóa, lại kết tinh, hợp thành báo vật. Cảnh chuyển theo tâm là thật, là sự thật ngang dạng phần xác đáng. Y báo chuyển theo chánh báo là thật, ngang dạng phần xác đáng. Tâm chuyển theo cảnh là giả, là hiện tượng thỉnh thoảng, tạm thời xảy ra, chẳng phải là hiện tượng chân thật. Càng chuyển càng tệ, đó là thiểu phước. Thật sự có phước báo, thì xác thực là hoàn cảnh chuyển biến theo chánh báo của chúng ta. Do vậy, chúng ta phải hiểu chữ báo này. Đã biết quả báo này, chúng ta liền biết tu nhân. Chúng ta mong quả báo tốt, nhất định phải tu nhân tốt, phải giữ tấm lòng tốt, phải làm chuyện tốt, phải làm người tốt, phải tích thiện tu đức. Quả báo của chúng ta liền thù thắng, bất luận chánh báo hay y báo, thấy đều thù thắng. Vì thế, quả báo do chính mình tu, chính mình thọ dụng, tự làm tự chịu. Chẳng thể oán trời trách người, chẳng thể trách trời già không công bằng, chẳng thể trách Phật Bồ Tát chẳng phù hộ. Nếu quý vị oán trời trách người, trách Phật Bồ Tát chẳng phù hộ, tội càng thêm tội, làm lẫn quá đổi. Hoàn cảnh của chính chúng ta bất hảo, hãy tu đức, tu thiện, nghiêm túc tu dăm 3 năm. Hoàn cảnh của quý vị nhất định chuyển biến, chuyển thành mọi chuyện như ý, mọi chuyện vừa lòng, có thể chuyển được. Như trong Liễu Phàm Tứ Quấn, Viên Liễu Phàm là một thí dụ. Thuở ban đầu, ông ta bán tín bán nghi, cho nên phát tâm làm 3000 việc thiện, làm 10 năm mới xong. Thật sự chuyển biến. Sau đó lại phát tâm làm việc thiện rất dễ dàng. Ông ta lại phát tâm làm một dạng điều thiện, chỉ một vài ngày đã viên mãn. Quý vị thấy trong Liễu Phàm Tự Quận có chép chuyện này. Do vậy, càng có phước lại càng tu phước dễ dàng. Những năm qua chúng tôi cũng giống như thế. Phở đầu in kinh, chúng tôi phát tâm in 1000 bộ khó khăn lắm, chẳng dễ gì gom được một chút tiền để in 1000 bộ. Hiện thời chúng tôi in kinh, nói in 1 dạng bộ, tiền ngay lập tức đưa tới, chưa đầy vài ngày đã thành tựu. Do vậy nói ngày càng dễ dàng, đó là cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Trong quá khứ, qua sách vở, chúng ta thấy sự cảm ứng của cổ nhân. Hiện thời bản thân chúng tôi đã làm như vậy nhiều năm như thế, đích thân chúng tôi thể nghiệm chẳng sai tí nào. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.